Sáng nay 28 tháng 2, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Dự án này khi hoàn thành không chỉ phục vụ xử lý nước thải của 6 quận nội thành và huyện Thanh Trì mà còn làm sống lại các dòng sông nội đô. Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá có công suất 270.000 m khối một ngày đêm, dự kiến vận hành thử quý 2 năm nay và hoàn thành năm 2025. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, dự án không chỉ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc làm sạch các con sông của thủ đô như sông Tô Lịch, sông Lử, sông Sét mà còn góp phần hoàn thành mục tiêu xử lý nước thải đô thị đạt 50 đến 55% của thành phố Hà Nội trong năm 2025. Hiện nay tiến độ thi công gói thầu 1 2 của dự án gồm nhà máy xử lý nước thải, cống bao sông Tô Lịch rất tích cực. Tuy nhiên gói thầu 3 4 gồm hệ thống cống bao sông Lừ, cống cho một phần khu vực Hà Đông và khu đô thị mới đang chậm tiến độ. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị chấm dứt hợp đồng gói thầu số 3, sớm đấu thầu lựa chọn nhà thầu khác ngay trong năm nay, đẩy nhanh tiến độ thi công gói thầu số 4, bảo đảm hoàn thành năm 2025.